À, chúc bạn chúng ta cùng chữa con này. À, trước khi chữa thì các bạn dừng màn hình, rồi sau đó các bạn tự làm chọn đáp án của bạn, rồi sau đó mình sẽ chữa. Nào, chúng ta bắt đầu chữa. Ở đối câu này thì các bạn sẽ chọn được là phương án B, phương án B. Tại vì sao? Tại vì từ world này, từ world thì nó là danh từ này chưa xác định. Đối với một danh từ xác định thì các bạn chú cho mình đây. Nào, chúng ta đi vào một cái dấu sao là danh từ xác định, xác định. Đối với một danh từ xác định khi nó có mạo từ đằng trước, đấy danh từ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là danh từ số nhiều, có nghĩa danh từ có s đấy các bạn. Cái thứ ba là danh từ không đếm được, đấy. Đây là ba dấu hiệu của một danh từ xác định. Thì các bạn thấy từ world này, là danh từ, thì các bạn thấy là danh từ world nó liên quan đến thế giới, nó chỉ là thế giới, là duy nhất, thì đối với chúng ta này chúng ta phải sử dụng từ mạo từ the in the world, thì đúng rồi nhỉ. Đấy, vì thế nên chúng ta sai phương án B. Chúng ta thử xem đối với các phần khác tại sao lại đúng nhá. Đối với phương án A thì các bạn thấy là the first rồi sau đó cộng danh từ, thì đây chính là gì các bạn nhỉ? Đây chính là số thứ tự các bạn, số tự. Nào, chúng ta thử xem số tự như nào. Nào, số thứ tự. Đối số tự rất đơn giản thôi các bạn. Số tự rất đơn giản, đó chính là mạo từ rồi sau đó là số thứ tự rồi cộng đến danh từ. Ví dụ chúng ta là người đầu tiên, người thứ hai, người thứ ba, người thứ bốn, đấy. Thì chúng ta sẽ nói nào? Thì trong chỗ này chúng ta sẽ nói là, ví dụ chúng ta sẽ nói là the first person, người đầu tiên person, người thứ hai chúng ta sẽ nói là second person, vân vân, người thứ ba chúng ta vân vân. Ở đây thì chúng ta có một cái mạo từ thì gồm những gì? Mạo từ thì chúng ta gồm có từ the là một. Cái thứ hai là chúng ta gồm có tính từ sở hữu, là hai, cái thứ ba là sở hữu, cách, đối với mạo từ chúng ta chỉ có ba cái này được gọi nhá, đối số tự thì chúng ta gồm có từ first, vừa nãy chúng ta nói xong first. Thứ hai chúng ta có từ second. Cái thứ ba chúng ta có từ third, cái thứ bốn là chúng ta gồm có từ gì nhỉ? For đúng không nhỉ? Fourth. Cái thứ năm chúng ta gồm có từ fifth đấy. Cái thứ sáu chúng ta gồm có từ sixth. Chúng ta chỉ cần thêm th vào thôi, th đằng sau, đấy gọi số tự. Chính vì thế nên ở trong trường này phương A đúng. Đối với phương án C thì nó quá đúng rồi. Tại vì sao? Nó đang gạch chân là gạch chân động từ. Nếu gạch chân động từ thì chúng ta thử xem sự hỗn hợp giữa chủ ngữ và động từ đúng chưa. Ở đây thì các bạn thấy là chính là cấu trúc gì nhỉ? Cấu trúc S phẩy chấm chấm phẩy verb O. Đấy. Thì trước chỗ này các bạn thấy là chủ ngữ đâu? Chủ ngữ nó chính là đây. Chủ ngữ đây. Nó đang ở số ít, và động từ này chỉ ở số ít và đúng. Và thứ hai nữa là chúng ta vừa nói rất là nhiều rồi, nếu mà chủ ngữ không có S thì verb có S thì ok. Thì trước chỗ này chúng ta thấy chủ ngữ không có S, từ park sau đó không có S. Chính vì thế nên ở đây từ was có S này, vì thế nên đúng. Còn phần D từ in thì quá đúng rồi, in thì cộng với một mốc thời gian, trước chỗ này chính là năm này các bạn, năm. Thì nó để nó liên quá khứ, trước chỗ này 1872 liên quá khứ, vì thế nên đúng. Và thứ hai nữa là nó đang ở thể bị động, chúng ta thấy là S cộng với to be cộng với verb D cộng với giới từ O cộng rồi giới từ O, vì thế nên đúng, không sai. Chào các bạn. Nếu mà các bạn thích các video này thì các bạn có thể like cho mình, hoặc nếu các bạn muốn là xem nhiều video hơn thì các bạn kích nút subscribe. Thì khi mà các bạn kích nút subscribe thì khi mình có video mới thì nó sẽ báo cho các bạn là mình đã có video mới rồi. Xin chào các bạn.